đành ngàn tháng đầu, qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Mời bác. Cảm ơn con. Đi vô. Đi vô. Cầm bà chân. Cầm bà chân. Sao vậy? Cậu bà chân. Mình đi vô. Đi. Cậu bà chân. Cậu bà chân. Lỗi cũng tại bác. Vì kho báo diễn vong đó mà ba cháu điên dài đến nông nỗi như thế này. Dạ chuyện đã qua rồi, không ai muốn như vậy đâu bác. Con mong bác quên hết đi để cho thanh thản. Quên làm sao được cháu. Kho báo đó là máu và nước mắt. Một thất bại mà cái giá của nó là quá đắt. Thank you.
Ủa sao giờ này mấy chạp thời săn chưa quay lại ta? Có khi nào bị cọp ăn thịt hết không? Trời ơi, ổng nổi tiếng là hung dữ, là chú tể sơn lâm đó. Không có loài thú nào đủ sức để kháng cự đâu. Ủa ông nào? Tôi nghe nói là cọp ba chân. Nhưng thiệt tình á, tôi không biết tại sao ổng lại có biệt danh như vậy ta. Đừng có nói lớn. Ổng vậy nè, giơ hai tay như cọp vậy đó. Ổng thiên lắm, ổng nghe hết á. Ê, anh có biết cái gì không, kể tôi nghe với. Ba tôi ngày xưa cũng ở trong khu rừng này. Theo như lời ba tôi á, thì một hôm có một con cọp bị mắc bẫy. Chân trước của nó bị dòng dây siết chặt và rút lên cao, khiến cho con cọp bị treo lơ lửng. Nhưng con cọp không đầu hàng, nó tự ý cắn đứt chân của nó để thoát bẫy. Trời là trời. Từ đó con cọp trở nên hung ác hơn, quán thù con người. Hễ gặp người là nó tấn công liền. Cọp ba chân dám lén vào tận lán trại ở trong làng để rên bắt người. Mỗi khi tối đến, dân làng phập phòng lo sợ lắm. Khi sắp ngủ, ai cũng giành nhau nằm ở trong tuốt, không dám nằm ngoài bìa đâu, vì sợ con cọp cào dách lôi đi. Tôi quen ngủ ở phía ngoài, chắc tiêu quá. Tối nay tôi phải đổi chỗ thôi. Vậy mới chết đó. Cọp ba chân mỗi khi nhảy vào vồ người, nó hay vồ người nằm giữa lắm. Ủa, sao lại vậy anh? Còn một điều lạ nữa là những nạn nhân bị cọp bắt đi, khi tìm được xác của họ thì đầu tóc của họ bị cọp lính chọc lóc. Trời ơi. Và bộ phận sinh dục là bị sơi trước tiên đó. Trời ơi, nghe mà nổi da gà luôn đó. Thôi, đừng có tiếu lâm nữa cha nội. Chuyện sinh tử thì làm sao tôi dám nói dốc. Ba tôi kể sao thì tôi kể lại cho mấy ông y chang vậy. Tôi hỏi ông nè, tôi thắc mắc á là tại sao cọp ăn mấy cái thứ đó ta? Thì đi gặp cọp ba chân mà hỏi. Ổng ăn từng bộ phận trước, rồi mang xác đem giấu ở một nơi khác, để khi đói ổng ăn từ từ đó. Ổng dữ quá mà sao người ta không bắn ổng vậy? Có chứ, nhưng cọp ba chân nó rất là khôn, khó mà bắn được nó lắm. Người ta đồn là ổng đã thành tinh rồi đó. Thiệt đó, người ta đồn là thành tinh rồi. Công nhận á, ông cọp ba chân tài thật, thoát ẩn thoát hiện, biến nhanh còn hơn gió nữa. Tôi nghi là ông anh bị quán mắt á, vùng này làm gì có cọp mà ba với bốn chân. Ông quán thì có, dấu chân cọp ba chân rành rành như vậy, bộ đuôi sao không thấy? Thôi đi, ông nhìn kỹ coi. Mấy ông đừng ở đó mà lung lạc tinh thần anh em. Thôi đi lẹ ông ơi, tụi mình đi về phía suối đi, nhanh lên. Ờ. Chắc là mấy cái tay thợ săn đó đang truy lùng cọp hết. Trời, thôi tôi đi về, tôi không ở lại rừng đâu. Trời ơi, mấy ông đi đâu mà lâu dữ vậy? Có phát hiện được gì không? Có. Rồi sao? Dấu chân cọp ba chân. Hả? Hả? Đi 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 đi. Dạ, dạ. Đi 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 đi. Nghỉ mệt chút xíu đi. Cọp đó. Chạy đi, nhanh lên. Cũng vì kho báu, vì ảo tưởng hảo quyền mà ba cháu phải bị điên dại.
Còn ba thằng Thiên Lộc phải bỏ xác trên rừng sâu. Tới nay cũng chưa ai tìm thấy xác. Vậy bây giờ bác tính làm sao hả bác? Sắp tới ngày trao bản đồ kho báo cho Thiên Lộc rồi. Dù sao cũng phải trao lại cho Thiên Lộc chứ bác. Mọi thứ vẫn chỉ là ảo vọng. Cháu vẫn còn tin vào kho báo đó nữa sao? Nhưng đó là di chúc của chú Tuấn Anh đã trao lại cho Thiên Lộc. Chẳng lẽ... Tất nhiên là không. Ngay khi Thiên Lộc tốt nghiệp đại học, bác và ông nội của Lộc là ông bá sẽ trao lại di chúc của cha nó cho nó. Bác chỉ mong nó đừng tin kho báo đó là thật. Rồi lại... Lại như cha cháu, như chú Tuấn Anh, phải chịu đau khổ cả một đời đó cháu à. Ông hù tôi hả? Nếu mà cháu có cơ hội thì giúp bác khuyên bảo Thiên Lộc nghe. Đừng có để nó tin vào những chuyện này. Dạ, bác cứ yên tâm, con sẽ khuyên Lộc ạ. Không biết bao giờ ba cháu mới tỉnh lại nữa. Chẳng lẽ cứ sống mãi như vậy? Lỗi này là tại bác. Dạ thôi, con xin phép bác. Để con vô, con đưa ba của con về. Đi ba. Trí Dũng. Là anh đây, bác sĩ Tùng đây. Tùng. Thái. Thái. Tùng. Đúng rồi, bác sĩ Thái Nghiêm Tùng đây. Bác à, thôi để con đưa ba của con về. Mình nói vậy nghe. Đi ba. Thôi, con xin phép bác con về. Ủa, bác à, hôm nay kiếm hàng về nước phải không bác? À bác, hay là bây giờ để con ra sân bay đón cổ nha bác. Cảm ơn cháu. Kim Hằng nó về chung với bạn rồi. Nó nhất quyết rồi tự về, không cần ai đón hết. Với lại cháu còn phải lo cho ba cháu nữa, đi không tiện. Dạ, vậy con xin phép về nha bác. Thôi cháu về nha. Dạ. Phải lợi dụng con nhỏ Kim Hằng này trước khi ta bắt đầu về tay của Thiên Lộc. Bà thấy sao hả ba? Còn cách nào nhanh hơn để tiếp cận những bí mật mà ông bác sĩ của chúng ta đã nắm giữ? Dù sao thì con cũng chắc chắn một điều là ông bác sĩ chúng ta không muốn ai tiếp cận kho báu con. Ông Tùng mà, ông đã già rồi, sức cùng lực kiệt, không tìm kho báu được thì thôi, để phần cho con cháu chứ, tại sao lại can ngăn? Còn thằng Thiên Lộc nữa, mày đừng hòng lấy được kho báu nha con. Mày cứ chờ nó đi. Thưa ba. Con. Mời ba. Ba. Hả? Con thấy ba đã già đi nhiều rồi đó.
Mà sao ba không về Malaysia sống với con? Cứ đợi ở Việt Nam làm gì? Già nhiều rồi con. Thời gian mà. Ba ở lại Việt Nam vì ở đây còn nhiều điều. Còn nhiều điều mà ba chưa thể rời khỏi Việt Nam được. Ba, ba cho con mượn cái hộp của ba được không? Con thấy ba cứ ôm nó nãy giờ. Sao không vậy hết vậy ba? Đó là tất cả những gì mà ba còn giữ lại. Còn cái ruột ở bên trong. Ba đã giao cho người khác rồi. Ba đã giao cho người khác rồi. Đó là tấm bản đồ. Tấm bản đồ bí mật kho báu của tổ tiên chúng ta. Vậy là chuyện ba nói với con về tấm bản đồ là có thiệt hả ba? Đúng như vậy. Chục năm trước, dì phải nhanh chóng trở về Malaysia để chữa bệnh cho mẹ và con. Ba đã phạm phải một tội lỗi lớn với tổ tiên chúng ta. Mời. Chúc mừng anh Bách Yuso đã hồi phục sức khỏe. Dạ. Thật ra mà nếu không có bác sĩ lo cho sức khỏe của tôi, chữa trị tận tình, Thì bây giờ chắc là tôi cũng không đủ sức khỏe để mà cùng ly đâu. Dạ, xin mời. Xin mời. Xin mời. Tôi cũng phải cảm ơn anh Dũng nữa. Bạn hàng buôn bán xe như anh Dũng thiệt là tốt. Thiệt là may quá. Trong lúc tôi đang bệnh hoạn, anh đã gạt hết mọi chuyện. Và anh đã không quan tâm đến việc riêng của mình. Và anh đưa tôi đến nhờ bác sĩ Tùng cứu mạng. Ông anh đang nói khách sáo quá. Anh bận túi bụi công việc kinh doanh, sao hôm nay ghé đến thăm tôi chi cho mất công vậy? Dạ thì tôi... Anh hai à, ông Mách Du Sô á, ghé thăm anh. Trước là để cảm ơn, sau là anh ta có một bí mật muốn thương lượng với anh. Bí mật? Tôi chỉ quan tâm tới những cái bí mật thuộc về thể trạng của bệnh nhân thôi. Còn bí mật thuộc về kinh doanh thì... Anh hai á, thì đâu có xa lạ gì những việc kinh doanh. Anh còn mở một công ty dịch vụ du lịch nữa mà. Ừ, tôi kinh doanh về du lịch, nhưng tôi đâu có kinh doanh về các loại bí mật. Dạ. Mời. Mời. Anh hai à, anh Mách Yuso đây có một bản đồ cực kỳ rất là quý giá. Em nghĩ chỉ có anh hai là người có đủ khả năng để khai thác cái kho báu đó thôi. Anh thì làm du lịch nên chắc là am hiểu về địa hình. Hơn nữa là tài lực của anh hai đây rất là dồi dào. Anh có thể cho tôi xem tấm bản đồ được không? Dạ. Thưa bác sĩ, đây là di vật của gia đình tôi. Bác sĩ xem kỹ đi.
Tôi sẽ thẩm định kỹ càng. Nhưng anh cứ nói khái quát cho tôi biết trước thế nào. Địa điểm thuộc rừng sâu tỉnh Bình Thuận, với số vàng lên đến hàng tấn lận. Hàng tấn? Dạ. Vậy tại sao anh không tự mình khai thác? Thú thật, tôi không đủ tài chính, cũng như là thiết bị khảo sát, khai thác. Hơn nữa, tôi là quốc tịch nước ngoài nên đâu có dễ dàng thâm nhập vào rừng sâu của Việt Nam được, thưa bác sĩ. Ông anh hài lòng chưa? Trước mắt là có 50.000. Trong vòng 2 tháng nữa là nhận đủ 500.000 đô la. Nhờ có tôi đó. Ông Tùng mới chịu ký hợp đồng với ông đó. Nếu không bán, mẹ con Azura sẽ không thể sống nổi. Phải làm sao đây? Nè, ông nên nhớ nghe, 50% là của tôi đó nha. Nhớ nghe. Tôi nhớ. Tôi nhớ. Cảm ơn. Tôi nhớ mà. Lộc ơi, mẹ, mẹ chúc mừng con. Mẹ mang về đi. Tại sao lúc nào mẹ cũng bám theo con hết vậy? Mẹ, mẹ tới là chúc mừng con. Con. Thôi, mẹ về đi. Mẹ lo cho người ta đi, đừng có lo cho con nữa. Cậu ta thật là tội nghiệp mà. Nhưng mà có cái gì đó rất bí ẩn trong gia đình này. Ba của cậu ta chỉ vì truy tìm kho báu mà để vợ con bơ vơ như vậy sao? Cũng giống như ba mình đã bỏ rơi mẹ mình, cũng chỉ vì kho báu. Tất cả chỉ là vàng thôi, hay còn lý do nào khác nữa?